Thưa quý vị, ngày hôm nay ngày 6 tháng 9 là ngày đầu tiên học sinh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng bắt đầu học trực tuyến hình thức online. Nhìn chung thì việc học theo hình thức trực tuyến đối với các em ở trung tâm thành phố tương đối thuận lợi, song đối với các địa bàn vùng sâu vùng xa vẫn còn nhiều khó khăn. Ghi nhận của phóng viên thời sự Đà Nẵng TV tại huyện Hòa Vang. Đây là buổi học trực tuyến của em Tạ Quang Minh Hoàng, học sinh lớp 3 thuộc trường tiểu học số 1 Hòa Nhơn, xã Hòa Nhơn. Buổi học bắt đầu từ lúc 14 giờ đến 16 giờ. Giáo viên dạy nội quy định cho năm học mới và hướng dẫn ôn tập cho các em học sinh. Anh Tạ Quang Huy, phụ huynh em Minh Hoàng cũng ngồi gần để giám sát việc học tập của con. Hôm nay thầy dạy học như vậy và tôi cũng là trực tiếp là ngồi bên cạnh cháu thì tôi thấy là tôi rất là yên tâm. Về cái phương pháp dạy như thế này là tôi cảm thấy cũng rất là yên tâm và tôi cũng mong rằng là giáo viên thì cũng phải nên thường xuyên kiểm tra đến cái chất lượng kiến thức mà các em học tại online này. Theo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hòa Vang, bậc tiểu học và trung học cơ sở có 30 trường công lập do phòng quản lý. Trong năm học này, có hơn 2.900 học sinh lớp 1 đầu cấp và hơn 1.950 học sinh lớp 6 đầu cấp. Riêng với lớp 1, các giáo viên chủ yếu cho học sinh làm quen với trường, lớp, giáo viên, bạn bè và rèn kỹ năng tự học. Bên cạnh việc học online thì còn cung cấp thêm tài liệu để các em hiểu sâu và nắm vững kiến thức hơn. Trung bình ngày đầu có khoảng 87% học sinh đã tiếp cận nội dung giảng dạy của giáo viên. Năm học mới tức là ngày 6 tháng 9 hôm nay á, thì qua nắm bắt tình hình triển khai của các đơn vị trường học thì chúng tôi nhận thấy là 100% các trường trên địa bàn huyện đã triển khai việc dạy học trực tuyến cho học sinh theo tinh thần chỉ đạo của các văn bản của sở rồi của phòng. Đó. Thì đến nay thì các trường đang diễn ra việc dạy học trực tuyến theo cái nội dung do hiệu trưởng nhà trường phân công cho giáo viên thực hiện. Bên cạnh đó, khi triển khai học trực tuyến, trên địa bàn huyện cũng gặp một số khó khăn là không đủ 100% học sinh có thiết bị kết nối, hoặc nhà không có máy tính, có cha hoặc mẹ đi làm nên không thể giao điện thoại. Vì vậy, các trường đã nắm bắt từng trường hợp cụ thể để có sự hỗ trợ. Các em này được nhà trường gửi nội dung về nhà để tự ôn tập dưới sự kiểm tra của phụ huynh để các em có thể tiếp cận bài học dễ dàng hơn.